trong hai trận đấu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng sơ loại thứ hai. Cầu thủ Việt Nam đang cố gắng tạo ra sự kết nối. Văn Thành chuyền vào. Quang Hải có thể dứt điểm, sút vào. Bàn thắng đầu tiên của Việt Nam ở vòng loại thứ ba của World Cup 2022. Quá đẹp. Một khởi đầu quá thuận lợi. Chúng ta có thể liên tưởng tới trận đấu của Viettel cùng với Ulsan Hyundai tại AFC Champions League mới cách đây hơn 3 tháng. Cũng là đội bóng bị đánh giá thấp hơn, cũng không có được đội hình mạnh nhất và bị ép sân ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng cơ hội đầu tiên của trận đấu lại được tạo nên bởi các cầu thủ Viettel. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ Việt Nam còn làm tốt hơn nhiều từ một pha phá bóng không tốt của trung vệ Anamri. Quang Hải lại là một pha ghi bàn tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm địa, 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Động tác vặn lườn Quang Hải quá dẻo và có lẽ thủ môn đội bạn đã bất ngờ trước hướng bóng